Tiếp phần 22 của bộ truyện ngủ say vạn cổ, xuất thế quét ngang chư thiên vạn giới. Hai tên thuộc hạ kia chạy bạt mạng trở về bẩm báo lại với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão. Nhiệm hành đó hống hách ngang ngược biến viện tạp dịch thành địa bàn của bản thân. Chuyện này rõ ràng là vô pháp vô thiên. Tứ trưởng lão vốn chẳng ưa nhiệm hành. Lão thừa nước đục thả câu mà kích động đại trưởng lão. Ha có lý này. Đại trưởng lão, tên này một ngày không diệt trừ thì thượng huyền tông không yên ngày nào đại trưởng lão lại rất khổ não vì tính cách này của nhiệm hành. Nhưng ông cũng không nói nhiệm hành là người xấu gì. Chỉ đáp lại, tư trưởng lão, chuyện còn chưa sáng tỏ ông Hà Tất phải nói nghiêm trọng như thế. Tư trưởng lão tức giận đến cao mày, lời lẽ cũng không còn kiểm soát được. Liên tục nói, còn nghiêm trọng hơn ta nói nhiều. Bạch xào xào liên quan đến sự tồn vong của Thượng Huyền Tông. Một chuyện lớn như này mà nhiệm hành cũng dám nhúng tay vào. Đáng chết trăm lần. Đại trưởng lão cũng không nhường nhịn nữa. Ông trực tiếp nói lại, tư trưởng lão, nhiệm hành từ lúc vào thượng huyền tông đến nay những chuyện hắn làm đều khó bể tưởng tượng. Ta cảm thấy tiểu tử này lẽ ra nên được xem như đệ tử đặc biệt để bồi dưỡng. Biết đâu sau này hắn lại có tác dụng lớn với thượng huyền tông ta. Tư trưởng lão cười khẩy một tiếng sau đó lại mỉa mai mà nói, đại trưởng lão xem ra vẫn đang bảo vệ hắn, nhưng nhiệm hành hôm nay nhất định phải chết. Tư trưởng lão không nể mặt ai nữa, lão quay xuống hét lớn ra lệnh cho thuộc hạ, truyền lệnh xuống dưới điều động chấp pháp đường tư diệt nhiệm hành với tội danh phản loạn. Nhưng lão lại nói lại, không đúng, là tiêu diệt toàn bộ viện tạp dịch. Đại trưởng lão đương nhiên ra tay ngăn cản sự ngông cuồng này của tứ trưởng lão. Ông lên tiếng, "Tứ trưởng lão, chấp pháp đường là nơi có thực lực mạnh nhất ở Thượng Huyền Tông, chỉ có phó trưởng môn mới có tư cách điều động, ông lấy quyền gì chứ?" Tứ trưởng lão sớm đã đoán được chuyện này, ông ta lấy lệnh bài từ trong người ra, cười cười đưa lên cho đại trưởng lão xem. Ông nhìn xem cái này là gì? Đại trưởng lão vô cùng khó tin mà nhìn thứ trên tay người kia. Phó trưởng môn lại đưa cho ông cầm lệnh bài ư. Tứ trưởng lão xoay người bỏ đi, để lại cho đại trưởng lão một câu. Không ngờ tới đúng không? Phó trưởng môn đã đưa lệnh bài cho ta từ lâu rồi. Bây giờ ông không còn gì để nói rồi chứ. Một lúc sau, đại trưởng lão cho gọi đồ đệ của mình đến. Sở nhiên chạy một mạch đến gặp sư phụ của mình. Sư phụ, người gấp gáp triệu con đến là có việc gì quan trọng sao? đại trưởng lão nhíu mày nói sở nhiên bây giờ con hãy mau chóng đi đến viện tạp dịch tìm một đệ tử tạp dịch tên nhiệm hành nói cho hắn biết tứ trưởng lão điều động chấp pháp đường đến đối phó với hắn bảo hắn mau chóng trốn đi sở nhiên vô cùng ngạc nhiên với yêu cầu này đệ tử tạp dịch sao đại trưởng lão giải thích hắn không phải là đệ tử tạp dịch bình thường ta không có thời gian nói nhiều với con nữa con mau đi đi bây giờ ta phải đi gặp phó trưởng môn để bảo ngài ấy thu hồi lại lệnh bài nếu không chấp pháp đường mà ra tay thì nhiệm hành sẽ không thể chạy thoát. Sở Nhiên cung kính nhận mệnh, con sẽ đi làm ngay. Trên đường đi, Sở Nhiên vô cùng khó hiểu, một tên tạp dịch lại đắc tội với tứ trưởng lão và chấp pháp đường, chẹp chẹp. Đây là tạp dịch gì chứ? Sao lại gây chuyện đến mức nhiều người muốn đối phó đến vậy? Đi dọc đường, hắn gặp hai người bạn thân, bọn họ lên tiếng chào nhau, Dương sư huynh, hôm nào đi uống rượu nha. Dương sư huynh nên hẹn một bữa ăn rồi bọn họ nói liên hồi không ngừng dương sư huynh gần đây ở phiên đấu giá có một món đồ tốt lắm khi nào có thời gian cùng nhau đi xem nha sở nhiên vẫn vui vẻ đồng ý tất thảy được được nhất định nhất định rồi sở nhiên trong lòng đột nhiên lại ngộ rõ một chuyện xem ra nhiệm hành đó không hiểu tu tiên là gì tu tiên tu cái gì cái người tu tiên tu chính là đạo lý đối nhân xử thế Lúc này nhiệm hành đã đứng trên mái nhà được một lúc lâu rồi. Mình đã hấp thụ hơn một nửa linh khí của thần miếu ngũ sắc đáng ra phải cung cấp cho bí cảnh thiên lan rồi. Mễ trùng trong những bí cảnh đó e là sắp không ngồi yên được nữa rồi. Sở nhiên đã đến viện tạp dịch, nhưng vừa đi được đến cổng thì đã nhìn thấy người đứng trên mái nhà. Ngươi chính là nhiệm hành. Nhiệm hành bị quấy dày nên tức giận liếc xuống dưới đáp. Là ta. Sở nhiên ngước đầu lên trên nói vọng lên. Ngươi xuống đây, Sư phụ đại trưởng lão của ta bảo ta chuyển lời này đến cho ngươi. Nhiệm hành không có dấu hiệu nhúc nhích. Y bảo, nói đi. Sở nhiên vô cùng thắc mắc. Cũng cảm thấy nhiệm hành có phải là quá tùy ý rồi không? Ngươi muốn ta đứng như này ngửa mặt lên nói chuyện với ngươi ư? Ừ. Nhiệm hành xưa giờ luôn thẳng thắn. Y vô tư lự đáp lại. Không thì sao? Sở nhiên mới nói với y vài câu đã tức muốn học máu. Hắn giống lên nói. Con người ngươi có hiểu thế nào là lễ nghĩa Không. Ta là đồ đệ của đại trưởng lão. Còn là đệ tử chân truyền, một tên tạp dịch nhỏ bé sao lại không biết tôn ti trật tự gì hết vậy? Ngươi có biết thế nào là đối nhân xử thế không? Nhiệm Hành không nhanh không chậm đáp lại, "Đại trưởng lão bảo ngươi nói cái này sao?" Sở Nhiên bị hỏi khó, nên ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói tiếp, "Ta, à, một công tử người người, biết tiết chế cảm xúc. Tiếp khách nhận đồ cẩn thận chu đáo như Dương Sở Nhiên ta lại bị ngươi làm cho tức đến không biết phải nói gì." rồi sở nhiên đưa ra ngón tay cái, bày vẻ mặt cứ chờ đó đi, rồi nói với nhiệm hành, ngươi được lắm, đứng yên đấy cho ta. Sau đó hắn nhảy một cái là đã bay đến mái nhà nơi nhiệm hành đứng, nếu ngươi không xuống thì ta đi lên. Vừa đến nơi thì Dương sở nhiên đột ngột cảm nhận được điều kỳ lạ, chuyện gì vậy, trên mái nhà này sao lại có linh khí dồi rào như vậy. Ai ngờ nhiệm hành lại chẳng muốn đứng cùng hắn, y nhảy xuống bên dưới đất muốn bỏ đi. Dương Sở Nhiên hồi thần nhìn bóng lưng của Nhiệm Hành, hắn la lớn, "Đợi đã, ta vẫn chưa nói được chuyện sư phụ ta bảo ta nói với ngươi." Lúc này Bạch Sảo Sảo chạy đến chỗ Nhiệm Hành chơi, cô vừa đến thì lập tức hỏi Nhiệm Hành, "Đại biểu ca, vừa rồi huynh nói chuyện cùng ai thế?" Dây sau Dương Sở Nhiên rơi từ trên mái nhà xuống, đáp đất không an toàn lắm. Hắn chật vật đứng dậy nhưng lại lần nữa đờ người với lượng linh khí bên trong chỗ này. Chật chật, thật đáng kinh ngạc linh khí ở đây rồi rào nồng đậm. Thượng huyền tông mình từ bao giờ có nơi như này, xem ra không chỉ mái nhà, mà toàn bộ viện tạp dịch này đều không tầm thường. Bạch xảo xảo nhìn kỹ người này thì lập tức nhận ra y là ai, Dương Sư Huynh, sao Huynh lại đến đây. Dương sở nhiên phủi hết bụi trên người xuống rồi cười cười nói, đệ tử kêu hãnh bạch xảo xảo, trùng hợp ghê, muội cũng ở đây. Bạch xảo xảo nhanh mồm nhanh miệng chạy đến chỗ người ta chào hỏi, Dương sư huynh lần trước chưa đãi muội một bữa mà muội vẫn chưa mời lại. Hôm nào ta sẽ mời lại Dương sư huynh sau nhé. Dương sở nhiên cười cười gãi đầu nói. Đều là huynh đệ một nhà. Không có gì. Sau đó cô sực nhớ chuyện gì. Quay sang chỉ chỉ nhiệm hành rồi nói với Dương sở nhiên. Đúng rồi. Ta giới thiệu với huynh một chút nhé. Đây là đại biểu ca của ta. Nhiệm hành. Rồi cô cũng nói với nhiệm hành về Dương sở nhiên. Biểu ca. Đây là Dương sư huynh ở Thượng Huyền Tông huynh ấy được coi là con người quảng giao. Quen biết nhiều người, có quan hệ rất rộng, khoảng thời gian này muội đi theo huynh ấy nên quen biết được thêm không ít người. Dương Sở Nhiên chú ý từng lời nói của Bạch Sảo Sảo, hắn cuối cùng cũng biết nắm bắt được trọng điểm. Bạch Sảo Sảo, nếu nhiệm hành này là biểu ca của muội thì có chuyện gấp ta cần nói với mọi người. Ai ngờ hắn còn chưa nói thì nhiệm hành đã lên tiếng cắt lời, không cần đâu. Dương Sở Nhiên vô cùng lo lắng, hắn quát lớn, không cần là sao chứ. Chuyện ta nói có liên quan đến việc sống chết đó. Nhiệm hành không quản hắn, y chỉ lên trên trời cao rồi nói, đám người đó đến rồi. Lúc này một cỗ xe ngựa đang bay đến viện tạp dịch với tốc độ đáng sợ, còn kèm theo đó là những tiếng hô cảnh báo vang lên, chấp pháp của chấp pháp đường, kẻ không liên quan tránh ra. Dương sở nhiên sợ hãi mở to mắt, hắn không ngừng lẩm bẩm, nguy to, chậm một bước rồi. Hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng muốn khuyên nhiệm hành lần cuối nhiệm hành chấp pháp đường hôm nay nhất định sẽ giết ngươi ngươi mau trốn đi sư phụ ta đã đi cầu xin phó trưởng môn rồi ta sẽ kéo dài thêm thời gian cho ngươi có lẽ ngươi vẫn sẽ còn cơ hội sống nhiệm hành không quan tâm chuyện này lắm dù sao với y đây cũng chỉ là rồi mũi y đơn giản đáp không cần dương sở nhiên vô cùng sợ hãi với cái tính cách cố chấp này của nhiệm hành vẫn không một tên tạp dịch như ngươi chắc không biết sự lợi hại của chấp pháp đường. Trương gia sau lưng tứ trưởng lão có rất nhiều người đang nhậm chức ở chấp pháp đường. Lúc này một người cao lớn đã bước xuống khỏi xe ngựa. Ông ta vừa đến đã hô lớn, nhiệm hành ở đâu? Dương Sở Nhiên là người trọng tình nghĩa, cũng là người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Thấy nhiệm hành mãi không nhúc nhích thì hắn tự thân vận động vậy. Ngươi mau chạy đi, ta sẽ giữ chân bọn họ. Sở Nhiên vừa lên đến nơi đã niềm nở cười nói, thì ra là trương đường chủ, lâu rồi không gặp, đường chủ vẫn phong độ như cũ. Trương đường chủ cũng khách sáo đáp lại. Thì ra là tiểu huynh đệ Dương Sở Nhiên. Đúng là lâu rồi không gặp. Không ngờ sẽ gặp người ở đây. Dương Sở Nhiên cố gắng kéo dài thời gian. Trương đường chủ có muốn uống cốc trà ôn chuyện cũ trước không? Ai ngờ người kia còn nôn nóng hơn hắn. Trương đường chủ làm lễ nói. Dương huynh đệ, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần làm. Không tiện cho lắm. Hôm khác ta sẽ mời lại Dương huynh đệ nhé. Dương sở nhiên thầm than không ổn nhưng vẫn cố gắng đến giây cuối cùng. Ấy đừng, chọn ngày không bằng gặp mặt. Chấp pháp đường ngài cho dù muốn bắt người cũng đâu cần gấp gáp. Trương đường chủ đứng lại một lúc nói rõ, không giấu dếm gì đệ. Lần này ta đến đây là để bắt một tên đệ tử ngông cuồng tên là Nhiệm Hành. Chuyện này do đích thân tứ trưởng lão hạ lệnh, không thể làm chậm trễ thời gian.